hai người bạn. Một ngày đẹp trời, hai người bạn thân, mập và ốm, cùng nhau vào rừng chơi. Hôm nay tụi mình hái thật nhiều nấm ha. Ốm gật đầu đồng ý. Bỗng nhiên ốm thấy cái gì đó và nói: Mập ơi nhìn kìa. Thì ra có một tổ ong trên cành cây. Cả hai tròn mắt kinh ngạc, cùng ồ lên thích thú. Mập tham ăn nên nghĩ bụng: Ồ, số mật này mà đem chế biến chắc ngon lắm đó. Mập liền bảo: Ốm nè, số mật ong này mà để dành ăn lâu dài cũng được đó. Hơn nữa chế biến thành bánh ăn lại càng ngon hơn. Hai chúng ta cùng đi lấy mật đi. Ừ, đi. Ốm liền quơ vọt cho tổ ong lung lay rớt xuống bụi cây. Bỗng nhiên từ phía bụi cây ló lên một ánh mắt sắc bén. Tiêu rồi. Thì ra phía sau bụi cây